Và số tay một lần nữa sau cùng mà can video về đến được luôn channel C.S.L. Show. Video này cứ chỉ video cầm nấy ở workbook trong unit 2 mình giờ về your work chứng nhưng sự tham tham một lần bạn thôi đồng hành được luôn sự hợp vượt cũng truyền được bé được 10 nghìn thuốc trong bản thân chỉ bằng một bạn thôi rồi nói cứ dương cài từng ngọc liền đã dùng tiêu to chậm lại còn nghĩ hay rồi chậm ngọc sẽ bằng một lại comment xuống để có chat cho luôn được của dương bạn đấy và kiểu một chị em lại chuột một vòng. Ok, ta lấy cái mọi cách đấy dân cho tầm mơ cầm lại dân ngọc nè. You need to workbook của một con sập hơi như hơi bê bị cái nơi coalition. Và nếu cái nơi you need to ní cứ kìa cho ngồi dân riêng học bị country. Mà khi chọn bắt đầu từ lời country am or is her name she's from questions and adjectives một chùm nốt mình là chữ bị good, bị awful nó bị sinh tích trả tiền á hay chúng mình numbers cái bị number element to number city. Ok ta lấy những chỗ đó chúng mình tìm mua cho những cái giờ bị countries giờ bịประเทศ chương trình là bằng 100 mã để giờ riêng nó trong unit 2 nó mình suppose student book bao nhiêu cứ dùng mình countries trong ประเทศ trả để giờ mà riêng máu lấy những mơ đó nhé từng exercise 1 cái gọi là look at the pictures and complete the crosswords. The crossword và trước kia thằng crossword đi một lần ấy cứ dùng vài thằng bịa tại vì chọt xoay cái đến là gồm quạt quay cái đến là crossword đi nhà bịa được trăng che bị màu bị trôi được che nó là crossword đấy một và ok à lấy dùng mơ bắt đầu từ tạm đồng nghiệp á anh ấy kia đã thằng across across đi mình thà bịa cắt từ tầng một một nè cắt từ tầng bịa thành cắt từ tầng đấy là thằng cross hay đặc biệt thằng cáo mới đã thằng đào trước mình thằng bịa tại vì chua bị trôi nè trong một con trà mới cần lưu được long ca một bên crossword và sau này kia đã bị thả cross mình thả biến nó kia về chủ đề và sau này kia đã bị thả down mình nên thả về chủ trồ vì lưu cho crowd và thả lấy dương một bên từ ngọc này một con và tí mũi kia thật là trong dương mà cross một một cross mình number four kia một bên nhái kia có thể hungry và một một spell đang lớn hungry mùi block đã ăn mùi à sọ nó mùi bỏ biết đã ăn mùi à sọ trên vậy như cứ hungry. Tạm biệt tiết number 7 này một mới và đây cái và chứ nhiều tiền toàn trong bài đó nhé number 7 cái và đây Spain thì là những một cái S P A I N và Spain và number 8 คือ England và number 8 thì England và tầm thời England. Ok. Còn một tiết number 9 sẽ mà chủ đế cứ nhiều một bốn thì bị thay Japan này Japan và một spell làm được mất á và Japan number 10 Brazil anh ấy dùng một bên thằng lơ lấy đọc môi nhưng mà một và cái tròn này là B-R-A-Z-I-L và chắc là số thì tầm bình rõ A hay bị lớn á. Ok, còn một tiết number 12 từ Russia bên đây Russia nếu mà muốn không bình lại máu. Ok, chứng across cái những học phần nó là dân cho từ đó là chu trôi đó cái biển tàu đó mình là bị lừa cho cả ông chứ. Và tí mũi cái Australia chứng là lấy nhân là so dưới một phần về này phần S mà dùng mình use sao ấy mình gọi là mất cái Australia đặt lại những mình A hay sao vậy đấy. Brazil vậy nhé. Ok, tạm biệt tiết number 2 kia bị là France và tây ban Anh này dùng mình F và đây dùng mình R hay mình S và France lại cái dùng mình E hay sao tiền. Ok, tạm biệt tiết number 3 kia United States mà còn phải mất United States đặt lại như mình sao đi muối về đấy cho mà bị England á. Ok, tạm biệt tiết number 5 thì China number 5 một bốn thì China number 6 thì Egypt Egypt một bốn bên lại thì mà đấy Egypt tam trụ chùa. Ok, trong đó number 11 cứ Italy này lại nhỉ vậy thì mình sẽ ai muối mình đấy chính là TALY chọn và mình đấy Italy chọn bạn đấy chẳng sự gặp ra một môn toàn nào nít trong chụp được mùi nít cứ cái này cứ trong vào đầu dương check spell protein mùi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Write the countries from the crossword in the curriculum. Vậy mình hãy dùng sẽ bật tiếp chính bí biệt đã nè biệt đã cho anh chọn cái hàng lớn ít nó có nóng column đã làm từ column phải là column nó một món bàn chân lại ní khi ăn của bà thế bằng ôn còn là bằng bên chỗ ta em column này mùi column thì mùi ní khi biệt ta mùi chiêng một món là của bà thế biệt là ta làm chiêng một món bên chỗ lại thì máu. Vậy còn thì phí cứ nâng còn thì mấy cứ muốn mờn tích cứ viên miền lại là sinh vốn còn thì bởi phí ní cứ bịa tại phí chiếc tại ca sẽ có sản lượng trường thì phí vậy ní phí chiếc này tại ca sẽ có sản lượng trường thì phí và vậy cả này họ của bà thế cứ bịa là bay chiếc tại cả này cứ phí ní cứ trở lòng hình tính nhất một con mới bịa buồn chiếc tại ca sẽ có sản lượng trường thì phí lượng trường thì buồn và trở lại cả này bịa buồn chiếc tại ca sẽ có sản lượng trường thì phí nhé. Ok, ta trước một phần snap từ học lý hay dương chăm một bên trôi được thế nè. Unit 2, Exercise 2. Spain, France, China, Egypt, England, Russia, Japan, Brazil, Hungary, United States, Australia. Ok, chắc chắn là bằng toàn là thế đấy. Và lấy dùng tiếng Pháp chung lại với bằng ngôn. Thì mỗi cái tiếng mỗi cái mình viết Spain, mình viết France. Và đây cái tiếng Pháp mình viết China, và China, Egypt hay nắng Russia, và Russia. Còn tiếng Bấy mình viết là Brazil, Japan, và hay nó Brazil và hồn bên chỗ đó. Chúng ta thì 4 cái miền kia Hungary và bên Hungary thì 5 còn thì 5 cái miền kia the United States. Chúng ta trong cái cứ Australia và trên cái sao trong đấy nó lại Australia hay nhé không ạ. Ok chẳng exercise này thì mình đang lại cái ở dân listen and repeat trong một cái sa video tao lọc mà coi thì máu. Hãy subscribe listen and repeat bài dương riêng thả tam thì chúng là một cái Scott lên bài dưới cầm trời nhé. Ok à lấy dùng lục chỉnh lại đi cháu chân cho rồi học làm khó khi khi ao dương dòng pi em ó hơi nén is và lại ní kia thì nhập về her names nâng she's from her names miền này đặt niếng chúa rồi gọi chúa vào niếng cười. She's from những một vị và nói tiếng Bấy cái gọi là write the words in the curriculum và mình sẽ ở dưới từ xế phía ở tờ 8 cloud trên cloud này cái bài chơi chỉ biết cứ về một lúc đó nó một lúc sấy và hàng lớn này cứ chia để mình sinh ra làm một lúc sấy mà muốn sinh lại hàng cloud này cứ làm nắng một lúc đó chấm tim mũi mà muốn muốn làm lại một quay nhà hàng cloud này bán cứ dương từ bài chơi ở đằng hàng mũi nát và một lúc đó mũi nát là một lúc sấy dần trong she cứ sầm rạp một lúc sấy mình đấy và James này cứ mua vào một pro cho mình này tiền vào nguồn mở lấy dùng tiền phát triển lại được nhé và này lại làm hạt thị bấy cứ những bộ female cứ một lúc sấy như một con thì mình viết mình viết Anna cứ chỉ mua vào một lúc sấy Tatiana cái một lúc sấy đã cho một con điều kiện Tatiana nếu mà bình lại thì mất đấy và thì her này cứ ngang một lúc sấy đã sẽ là bình thường của âm một lúc sấy. Ok em làm một lúc prom đó mình James mình his này hay mình viết he chứ dương tự vô thà mùi na còn lúc đó mùi na còn một sấy nhé phải chạy hiện chạy. Ok lấy dương cho từ cao một mình đón và complete exercise number 4 complete the sentences with words his or her. Chúng ta dùng một bên việc his hai năng việc khác khả một con trầm bờ đấy chúng chúng bị chạy chun mà long tiết mà lúc đó cứ his lúc sấy her và Tả lấy dùm một tìm mùi ế kì đã thả. Her name's Rosalie. Chân lại ní cọt sấy dùm bình her name's. Một lúc đó ní cọt bình bị ấy mà vốn his name và chân lại ní dùm bình bị his. His name Laszlo. Nặng là the sea. Dùm bình cái món cọt chứ chìm lúc đó chứ một mình bị thả. His name John. Đi bình bị ấy mà vốn và chùa đấy lại những her. Her name's Tatina. Và trên lầm hạt nó nghe sửa tới lầm hạt tiếp 4 lấy cho lầm hạt tiếp 5 thì cái ở dưới complete the sentences with the words she or his. Ok, cái nghe sửa một she's or his. Bên này thả miếng rồi có còn trong shop chỉ mỗi nào apostrophe s còn lại mà chẳng hạn bà thêm con mơ rung vô tầm đó mà anh ấy sửa tới nhưng sửa này é cứ his còn bỏng, ôi sấy cái bộ này, Haley, dừng phải biết, she's Haley, nhím cứ chúa Haley, này cái bộ muốn his Kevin, và his Kevin nó nghe cái bộ muốn, bây giờ có cứ Kevin, tạm tiết đi cứ her Karima, nhé bộ muốn, chứ còn phần ba thì làm hẳn đấy nhưng mơ ta rung vô tầm lòng trở lại. Ở đây chúng cho làm hạt tiếp 6 bằng vốn và hạt tiếp 6 cứ cái ao dưỡng complete the sentences with words from the box mình tạo dựng một bánh và vô còn rau nữa chúng mình được biết trong bọn đẹp nhé chẳng bằng vốn có và bạn đang lại ní cứ dưỡng bằng bánh vô tầm đồng mơ từ tam chúa là dưỡng score được càng lời đi hới và chúng dưỡng bằng bánh được biết là his rồi có her hay năng biết hả she's rồi có his tập buồn này để lấy những bạn buồn bài trái mười nào prop mình sẽ prop cứ nên his hay năng biết hả his nhé chương trình muốn đi cứ sẽ tập bằng con score lại thả con chỉ prop đi và sẽ nhớ lấy nhá lấy những mà tìm mùi his name's John ní John con cái về vậy và màu pi trái nè he's from China. Hiểu đấy. Nè, number 2 Haley from Australia. Chứ ní Haley. Chứ con chỉ sợi chứ dùng bình bể kia lấy mùa nữa. Bị thác. Her name's Haley. Tại ní she's complete apostrophe s một bốn và she's from Australia. Thì bấy dùng một bình bể thác. Ok. Karima sợi chứ mình biết her name's Karima, she's from Egypt. Number 4 Kevin bọc này mình quên chứ his name Kevin, he's from the United States. Number 5 Rosalie là lời một này Rosalie bọc sợi nhé chứ như một mình biết her name's Rosalie. She's from Brazil. Number 6 Simon Pro. Chứ dùng phải viết his name Simon. He's from England. Okay. Number 7 Tatina straight đi môn. Chứ dùng phải viết her name's Tatina. She's from Russia. Okay. Number 8 Laszlo pro môn chạm ấy Laszlo. Chương trình về his name Laszlo, he's from Hungary và complete nhé bốn. Pro cứ his hai nắng, dừng về he's from. Okay, tập bản năng đấy là bản năng. Tôi cho làm bản number 7. Khi cái ao dưỡng listen and match a question with a in a with an answer in B và trên ở dưới snap hỏi merge với những ấy một bốn từ dùng vài tháng Google snap hỏi dùng Google sầm núi nơi nóng khảo é chấm mũi nâng chấm lái nâng nóng khảo bị ở lấy dưới snap từ ngõ người xung một bốn snap hỏi chấm dùng Google có thể muốn được snap bằng phần tổng mơ tích cho tới tôi phản ứng cái ở dưới tuổi nhà cũng sum nô nông nông cạn é hay chấm lái nông cạn vì chấm bơ san chia và sum nô ti muối ní về tàu nông chấm lái vì chấm một con cua lệch muối nông nóng và một con xe lệch muối nông nóng cạn vì nông một nè đặt nông bỏ ấp vì một chấm lái vì nè thế đấy nhá và ta lấy những snap ở nhé exercise 7 exercise 7 What's her name? Her name's Kana. 2. Where's she from? She's from Italy. Mm-hmm. 3. What's his name? His name's David. Mm-hmm. 4. Where's he from? He's from England. Okay, bạn cho một môn toán này ở phần bạn này là ní. Thì mỗi what's her name chúng ta nói chung là sọc bí cứ her name's Carla. Number 2, where's she's from? Chứ she's from Italy. Okay, ta là sọc đi. Number 3, what's his name? His name David. 4, where's he from? He's from England. Okay, chúng ta nói chung là sọc C. Ok, hãy lấy dân chôn từ đó chuẩn bị bình to mà tiết cứ và cái áo dân snap listen and complete the conversation về thay dân ở snap hai nắng bằng bánh ca xong tình yên nâng và chắc là ní cái là mình là either party mình là nâng nông bị thi chụp liên ngồi chắc ní khi dì ca xong tình yên rồi viên một quy nhạc nâng nông bị thi chụp liên ngồi đấy tại chắc một con snap hơi bằng bánh chố nơi ca xong tình yên đã qua chắc lọ mà chúng mình chỉ tụi tôi cứ biết việc my việc your việc his việc her chẳng nào muốn bạn việc tràn xem kỹ năng của bài đó là gì nào đó nhé exercise 8 unit 2 exercise 8 hello what's your name my name's Svana hi Svana I'm Jeff hello Jeff how are you Svana I'm fine, thanks. Where are you from, Svana? I'm from Oslo. Oh, is that in Sweden? No, it's in Norway, of course. Oh, yes. Look at that girl over there. Yes, her name's Ingrid. Where's she from? She's from Norway, too. Is she a friend? She's my sister. Oh. Ok, tòa nè món và chẳng lại dùng tiền tòa tòa nè món ta chứ cứ chỉ ca sắp nè là việc Jeff hay nâng Svana. Ok, hello, what's your name? Sau đấy ta nè chứ mua hỏi vậy chẳng lại ní my name's Svana giống chứ mua Svana hi Svana là đi kế và chúng muốn vì việc am cái apostrophe nè chứ dùng khỏi tao cho lại nói và exercise 8 chứ nhiều tiêm toàn ở nhà máu thì lại nhé cái my name's Savannah và Svana và tầm một tiết hi Svana am đến mình biết am và Svana tao đến hello 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 Jeff are you Svana chứ nhiều mình biết á how sẽ sọ thốn mất 14 how are you Svana và nó có top I'm fine nhìn vốn thì việc fine nó fine thanks where về cái vốn where are you from Svana là những dùng phiên việc ấy vốn ní am from Oslo oh is that in Sweden no it's in but it's in Norway of course oh yes look at that girl over there mình đang nói tiếng nó không mới cái lấy mới comment đây là tiếng nó yes her chẳng lẽ như mình biết her muốn her name's Ingrid from chẳng như mình biết thám where is she from chẳng chỉ mà tổng tiết cứ Svana cả top she chẳng she is from Norway too rồi gọi she's from Norway too is she a friend? Mình là ta những cư chỉ mật phẹo đấy She, bạn lấy này bên biển she nhé. She is my sister. Đây có she's my sister. Oh, nhé. Tập bản năng để chúng ta sẽ đến này, cứ mình tập bản năng để. Ở đây chúng ta tạo cho một tiết cứ question. Hãy question này cứ ở các bạn thế bằng vốn. Cứ đôi chân là môi nắng. Cả sản phẩm này đôi chân môi nắng làm hạt thì phần phần năng lại nên chân này. Chứ tầm rong tại môi thì ở các bạn thế cứ dừng. Khả năng xâm lúa, khả năng xâm lại mấy cái ở dưới match a question in A and an answer in B. Chứ mà ta tìm mùi này trao nên xâm lại ở sọ B chứ ta sẽ lấy mùi thì không có học khẳng mục ở sọ B thì mà nè. Ok, ta lấy những start từ học nếp A kiểu sải này. Unit 2, exercise 9. 1. What's his name? His name's Henry. 2. Where's she from? She's from Japan. 3. How are you? I'm fine, thank you. 4. Are you from Italy? Yes, I am. I'm from Milan. 5. What's this in English? It's a dictionary. 6. Where's Buckingham Palace? It's in London. Ok, cho một môn toán là của bạn đây các bạn nhé. Cứ dùng Google hiện đại cái này mất. Và tìm mũi what's his name, chứ tìm lại cái his name Henry. Number 2, where's she from? Chứ she's from Japan là sao E. Number 3, how are you? I'm fine, thanks, you. Và tiền má Number 4. Are you from Italy? Yes, that's all F I am. I'm from Milan. Number 5, what's this in English? C. It's a dictionary. Number 6, where's Buckingham Palace? D. It's in London. Yeah. Okay, chúng ta hàng này với cái bạn tên muốn được ghi tên từ adjective và adjective này cứ dùng dạng việc good hay năng awful. Chính cái bằng bốn là write an adjective on the correct line và correct line như mình tham vận toán đã được làm từ nhiều vận toán này và chẳng như vậy từ lời rụp hiệp này ai dùng mờ ta dùng cùng bệnh viện ấy chẳng á và chẳng như mờ tìm mũi và một nam giờ mà đấy là bệnh viện thì cái ai đã good cả ba này là một good và làm việc này và cái nhầm bây giờ mình fantastic và đi tam lục tam phía bằng bốn good nên ta cũng rất thông đa về really good mình được còn bàn tệ và về fantastic kia biết khăn chiến really good đang tiệt và mà là khả năng mình biết ok mẹ làm ai tôi giúp bàn thông đa mình lo mình được rõ ok và tầm một khả năng cứ bad và về khăn chiến bad đấy cứ awful đó. Bản trong video hôm nay sẽ như hết về beginner foundation nên không dùng tool này cứ dùng subscribe tập lesson. Được trong video mình to cứ dùng bắt toដើម្បីបញ្ចប់ unit 2 នេះដោយសារវាអង្វែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធន់គឺយើងបញ្ចប់ត្រឹម page 12 lesson ណាអូខេបាទជួបគ្នានៅក្នុង video បន្តទៀតអរគុណច្រើន